Rất hoan hỉ chào đón các quý thính giả đang theo dõi video trên kênh Tử Vi Số Mệnh Con Giáp của chúng tôi. Nơi đây là nơi lan tỏa giá trị sống tích cực nhất. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Tử Vi Số Mệnh Con Giáp sẽ chia sẻ với các bạn một video mới nhất có nội dung như sau. Về Tử Vi Phương Tây cho biết, trong tháng 12 âm lịch của năm 2023 thì những con giáp dưới đây lên như diều gặp gió, có thể nói là công thành danh toại. Và các bạn thân mến, để muốn biết được trong tháng 12 âm thì con giáp nào mà may mắn được thần tài ưu ái như vậy, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng Tử Vi Số Mệnh Con Giáp đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Theo tử vi cho biết thì trong tháng 12 âm lịch với những con giáp dưới đây lên như diều gặp gió. Thứ nhất, đó là con giáp người tuổi Ngọ. Theo tử vi cho biết trong tháng 12 âm lịch, hay là trong dân gian còn gọi đó là tháng chạp, với người tuổi Ngọ chính là con giáp đã gặt hái được rất nhiều thành tựu trong cuộc sống. Theo tử vi cho biết thì những người tuổi Ngọ là người cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, càng chăm thì cuộc sống càng viên mãn và giàu có hơn người. Theo tử vi của 12 con giáp cho biết thì người tuổi Ngọ chính là con giáp rất thông minh, cũng là con giáp có tầm nhìn xa trông rộng. Đồng thời, đây cũng có thể nói là những người vượng khí nhất trước thềm năm mới, với sự nghiệp của họ có sự đột phá mới ngay trong cuối năm 2023. Cho dù trước đây ở chỗ làm thì con giáp người tuổi Ngọ đã không được nổi bật cho lắm, nhưng cũng được đánh giá là vô cùng thuận lợi và may mắn. Theo tử vi ngày mới cho biết thì những người tuổi Ngọ trong những thời gian này có thể sẽ lên như diều gặp gió, càng chăm chỉ làm sẽ càng viên mãn hơn người. Đặc biệt là người tuổi Ngọ trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực, khiến cho mọi người xung quanh luôn thầm khen và ngưỡng mộ. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Hợi. Trong tháng 12 âm lịch năm nay thì con giáp người tuổi Hợi chính là con giáp may mắn thành công sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, đã có đủ những năng lực để thể hiện mình và ghi điểm trong mọi công việc. Cuối cùng thì sự nghiệp của họ đã được như ý ngay trong tháng 12 âm lịch này. Với người tuổi Hợi trong công việc vào thời gian này, dù là tốn rất ít công sức nhưng cũng có thể là được thăng chức tăng lương sớm là nhờ vào việc luôn luôn có quý nhân trợ giúp. Theo tử vi ngày mới cho biết thì từ tháng 12 âm trở đi thì người tuổi Hợi đúng là con giáp cầu được ước thấy, càng chăm chỉ sẽ càng giàu có hơn người. Với người tuổi Hợi, hãy nắm bắt lấy thời cơ này để tạo một tiền đồ phát triển cho tương lai thêm phần rực rỡ hơn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Dậu. Theo tử vi cho biết thì khi bước vào tháng 12 âm lịch thì người tuổi Dậu họ luôn luôn được quý nhân phù trợ nên mọi việc càng tốt đẹp, và họ chuẩn bị đón một cái Tết cực kỳ phấn khởi. Con giáp người tuổi Dậu có thể sẽ được đoàn tụ sớm với gia đình, cùng nhau chuẩn bị đón xuân sang với những điều tốt đẹp nhất, chỉ là khởi động cho sự niềm vui với những vận may đến với họ trong năm mới mà thôi. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra thì người tuổi Dậu vốn là con giáp có tính cách đơn giản, ổn định và rất chu đáo. Họ làm việc gì cũng rất nghiêm túc, luôn giữ một thái độ khiêm tốn. Chính điều này đã giúp họ đã bắt đầu được những cơ hội phát triển, đồng thời đã gạt bỏ được những sự phiền phức không đáng có. Khi bước vào tháng 12 âm lịch này thì vận may của con giáp người tuổi Dậu càng ngày càng được cải thiện, với sự phát triển của họ cuối cùng thì cũng nhìn thấy ánh bình minh của sự thành công sau một thời gian dài nỗ lực. Về phần 2 là khi bước vào năm Giáp Thìn 2024 thì trời ban phước lành với tốt những con giáp sau đây ăn ở đức độ, luôn luôn được thần Phật dìu dắt, có thể cuộc sống gặp hung hóa cát. Theo quan niệm trong dân gian thì thần Phật luôn mang lại những điều tốt đẹp cho chúng sinh, gia trì bảo hộ giúp cho cuộc sống của chúng ta được bình an và suôn sẻ. Và dưới đây là những con giáp luôn được thần Phật phù trợ trong năm Giáp Thìn 2024 có thể vượt qua mọi đại nạn, biến nguy thành an, chuyện vui đến tới tấp với những con giáp sau đây. Thứ nhất, đó là con giáp người tuổi Ngọ.
Theo tử vi trong năm Giáp Thìn 2024 của 12 con giáp được đánh giá là một năm khởi sắc với người tuổi Ngọ, khi mà bản mệnh đón rất nhiều chuyển biến tích cực trên các phương diện. Theo đó, dù là công danh sự nghiệp hay tài chính đều sẽ thuận lợi hơn trước, tuy là vẫn chưa đạt đến mức bùng nổ nhưng cũng là một tín hiệu vô cùng đáng mừng cho những sự nỗ lực mà bản mệnh đã bỏ ra bấy lâu. Khi bước vào năm 2024 này thì những chú ngựa có thể tự tin thể hiện được hết khả năng tài năng của mình trong sự nghiệp và đạt được những thành công trong công việc rất thuận lợi, thì tất nhiên con đường thu nhập sẽ ổn định hơn. Còn người làm kinh doanh sẽ có sự nhạy bén và tầm nhìn nên luôn luôn nắm bắt được cơ hội và thu được những lợi nhuận cao. Không chỉ có vậy mà sự khéo léo trong sự giao tiếp còn giúp cho tuổi này kết giao được rất nhiều quý nhân. Do đó, nếu gặp sự cố hoặc gặp khó khăn trong công việc thì bạn bè xung quanh sẽ chủ động tư vấn, làm chỗ dựa tinh thần cho người tuổi Ngọ. Bởi vậy, với mọi vận xui của họ sẽ biến mất một cách nhanh chóng và nhường chỗ cho những điều tốt lành. Điều này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho tương lai của bản mệnh. Có thể nói là phúc khí của Ngọ trong năm Giáp Thìn là vô cùng dồi dào. Với bản thân con giáp này sẽ được thần Phật che chở nên dù có gặp khó khăn thì cũng sẽ tìm được lối thoát trong nguy nan, sớm muộn gì thì cũng hóa rồng và hóa phượng. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sự may mắn mà không có sự nỗ lực từ chính bản thân con giáp này thì sẽ chẳng có thành công nào bền vững. Do đó là bản mệnh cũng phải nên tự nhắc nhở mình là cần phải trân trọng với những sự may mắn hiện tại, hãy tận dụng đó làm bàn đạp để tiến xa hơn nữa, bởi những cơ hội không mãi chờ đợi ai. Thứ hai, đó là người tuổi Dậu, cũng là một trong những con giáp được thần Phật phù trợ trong năm Giáp Thìn 2024. Bởi người tuổi Dậu có thể yên tâm và tự tin ở hiện thực hóa những ước mơ của mình, bởi bạn đang có rất nhiều sự mâu thuẫn và cả sự may mắn để tiến gần hơn đến mục tiêu mà bản thân đã hằng mong ước. Theo tử vi của người tuổi Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 cho biết thì con giáp này sẽ có bước nhảy vọt gấp nhiều lần so với năm 2023 trước đó. Có các cát tinh soi chiếu nên vận khí cả năm nhìn chung là rất hanh thông, càng làm càng có lợi, tiền bạc gia tăng một cách không ngừng. Thậm chí là năm 2024 còn hứa hẹn là một năm để người cầm tinh gà lấy lại những gì mà họ đã mất. Trong thời gian này thì Dậu luôn giữ một thái độ tích cực và thái độ lạc quan trong cuộc sống. Nhờ vậy mà họ đã được coi là điển hình của những người thu hút những vận may. Làm gì họ cũng giữ được sự sáng suốt và sự linh hoạt, luôn có một tầm nhìn được nâng cao với khả năng phân tích mọi vấn đề của con giáp này cũng đã được đẩy lên một nước thang mới, rất có lợi cho việc phát triển con đường sự nghiệp khi bước vào năm Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên là cuộc sống không thăng trầm, chính vì vậy mà trong năm Giáp Thìn dù có làm bất cứ dự án hay công việc nào thì họ cũng hoặc định về tài chính hợp lý, mở rộng được cơ hội kiếm tiền, túi tiền ngày càng rủng rỉnh và cuộc sống thêm phần thư thái. Tuy nhiên thì cuộc sống thăng trầm không thể nào biết trước. Với những may mắn mà người tuổi Dậu đang có thì rất có thể sẽ khiến cho tiểu nhân dòm ngó và đố kỵ. Vì vậy, bạn chớ nên chủ quan, bởi kẻ xấu có thể khoác lên một mặt nạ thân thiện để giả vờ tiếp cận bạn, hòng thực hiện ý đồ xấu của họ. Song bạn cũng không nên quá lo lắng, cứ ăn ở đức độ, làm việc chăm chỉ thì số phận tự khắc sẽ có an bài. Thứ ba, đó là người tuổi Tỵ. Về phần lớn người tuổi Tỵ đều là người có khí chất phú quý và có năng lực phi thường. Con giáp này là con giáp thông minh, lại là con giáp có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Chính vì vậy mà đường quan lộc của người tuổi Tỵ khá tốt. Điều này đã được thể hiện khá rõ trong năm Giáp Thìn 2024. Dù theo tử vi của người tuổi Tỵ trong năm 2024 có dự báo là một năm bình ổn, ít biến động lớn đối với con giáp này, nhưng nếu có thì sự chủ động và sự quyết tâm cao độ thì bản mệnh vẫn hoàn toàn có thể tìm được hướng đi tươi sáng, tự mình làm chủ về vận mệnh và phát triển theo cách mà bản thân mong muốn. Trong công việc của trong năm có thể phải chịu ảnh hưởng những khó khăn chung của thời cuộc,
mà có ít nhiều những áp lực nhưng lại kèm theo đó là cơ hội vươn lên để khẳng định một vị thế. Với người tuổi này, tiếp thu các kỹ năng cần thiết khá nhanh, nhận được sự yêu mến của lãnh đạo. Không những vậy, với việc đối nhân xử thế rất mẫu mực và nho nhã tử tế, nên bản thân họ cũng rất tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh, chăm chỉ, hành thiện, tích đức. Chính vì lẽ đó mà người tuổi Tỵ thường là có sự che chở phù hộ của Đức Phật, có một đời sống trong cảnh bình an thì tương lai những hoạn nạn sẽ qua đi. Con đường tài lộc trong năm cũng khá thịnh vượng và con giáp này có thể nâng cao mức độ thu nhập nhờ vào sự nỗ lực và sự trí tuệ của bản thân. Có thể là bản mệnh có những may mắn sẽ đồng hành, nhưng với những gì họ có 3 phần là do trời phú, lại còn 7 phần là do bản thân họ tự nỗ lực mà có. Thứ tư, đó là con giáp người tuổi Hợi. Với người tuổi Hợi thì cũng được biết là dự đoán sẽ nhận được sự phù trợ và phù hộ độ trì của thần Phật trong năm Giáp Thìn 2024. Và để biến nguy thành an, biến thách thức thành những cơ hội cho bản thân và tạo ra một sự bứt phá mạnh mẽ. Với bản thân con giáp này là con giáp sống rất có trước có sau, luôn quan tâm đến người khác. Với tính cách ôn hòa, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ thấu đáo trong mọi việc, nên có rất nhiều mối quan hệ chất lượng và quý nhân luôn luôn vây quanh. Với việc quan trọng hơn là bạn không tham lam một cách thái quá và cũng không dễ dàng học cách buông bỏ dục vọng để tâm thái bình an. Theo tử vi tuổi mới của người tuổi Hợi trong năm Giáp Thìn 2024, dù là vận khí của Hợi có phần kém sắc hơn so với năm 2023 trước đó, nhưng không quá gì bất lợi. Hung cát thì đan xen, việc tốt xấu nó luôn trong ngày. Vì vậy mà nhiệm vụ của bạn là phải nhìn ra được con đường phù hợp với chính mình, cũng như hãy tránh xa những điều có thể ghìm bước chân của chính bạn. Nhìn chung, nếu muốn có cuộc sống lên hương thì người tuổi Hợi sẽ phải tạo ra sự may mắn cho mình vào năm Giáp Thìn 2024, thay vì đợi chờ hay là dựa dẫm vào số phận. Việc thành công cần phải được đổi bằng sự phấn đấu quyết liệt hơn, nên đã có sự đổi mới trong cả những suy nghĩ lẫn những cách thức làm việc. Còn nếu không chịu thay đổi, giữ một tâm lý ỷ lại, lười nhác thì việc làm gì cũng rất khó thành, duy trì ở mức độ sống trung bình. Đây là một năm mà bản mệnh rất khá nghiêm túc với các dự án kiếm tiền của bản thân. Kể cả những người trước đó thì không quá quan tâm đến chuyện tiền bạc. Khi bước vào năm 2024, bạn cũng không còn cuộc sống vô tư như trước. Với mọi thứ có thể sẽ không suôn sẻ từ đầu đến cuối, nhưng bằng sự quyết tâm cao độ thì những kết quả vẫn sẽ rất hứa hẹn. Với người làm công ăn lương, bạn nên phải tâm niệm là làm nhiều thì hưởng nhiều. Càng làm việc chăm chỉ ở nơi làm việc thì càng dễ được lãnh đạo công nhận, có được sự tin tưởng của khách hàng. Khi đó thì tiền lương hay mức độ đãi ngộ chắc chắn sẽ không thấp. Do đó, mặc cho những xui rủi luôn rình rập trong năm 2024, Hợi vẫn có thể an tâm chăm chỉ làm ăn, bởi là bản mệnh ăn ở hiền lành, ắt sẽ được trời thương, thần Phật phù hộ độ trì, giúp cho Hợi vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.